Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi vào trong rừng tìm cây dược liệu để chia sẻ cho quý vị và các bạn biết. Bạn xem video của mình để ủng hộ mình làm video nha các bạn. Ủng hộ bằng cách bấm vào chỗ đăng ký phía dưới video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mình cứ đi lang thang ở trong rừng thôi các bạn. Mình gặp cái cây nào mà mình biết có công dụng làm dược liệu thì mình chia sẻ thôi các bạn. Mình không có dự đoán trước được tình huống các bạn. Đừng đi gặp cây nào mình chia sẻ cho các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn biết công dụng dược liệu của cây đó. Đây là cái tắc cây đá này các bạn. Cái đá hay là gọi là tua rồng á, lá to khiếp các bạn. Cái đá tua rồng, cái này có công dụng là trị đau nhức xương khớp, với đau lưng, mỏ gối rồi đó các bạn. Có công dụng nữa là bổ thận các bạn, bổ thận tráng dương. Cây này nó mọc ở trên cây bám lên cây khác mà cây nó bị chết nó ngã xuống này. Cây này cây số rừng này các bạn. Cây số rừng mình làm video rồi nha các bạn. Mình đi xuống lại đây các bạn. Cây này là cái cây gì mà không biết các bạn. Thân nó tím. Cái lá nó thì như cái lá cây ấy, cây già cẩm các bạn. Lá giống lá già cẩm. Mà thân là thân màu tím. Không biết tên các bạn. Trong rừng. Xuống lại đó các bạn ơi. Thì bước qua cái cây này. Cây này nó ngã nó chắn ngang ở giữa đường này. Rất là nguy hiểm. Sói rừng các bạn, sói rừng rừng này mọc rất là nhiều nhé. Cây này nè các bạn, cây này là giống cây ăn xoài lắm rồi, mà không biết phải không, giống cây ăn xoài trị viêm gan đó các bạn, nó có trái màu tím mà, không biết phải không, nó giống giống. Chút qua đầu nhái
Mình đi thì mình gặp cái cây dương sĩ này các bạn. Dương sĩ cây này rất là to nha các bạn. Đó. Lá rất là to. Theo Đông y thì cây dương sĩ nó có vị ngọt, đắng. Tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, hóa đờm. Lợi kinh lạc, gân cốt. Loại rau này có đặc biệt chứa nhiều protein, chất béo, carbohydrate và khoáng chất. Cây dương sĩ thì nó có nhiều công dụng làm thuốc lắm các bạn. Ở trong rừng rất là nhiều loại dương sĩ nha các bạn. Này người ta gọi là dương sĩ này. Rất nhiều, nó có rất nhiều loại dương sĩ các bạn. Đây cũng là dương sĩ nè các bạn. Dương sĩ một cái bờ suối này. Đây cũng là dương sĩ nè. Đó. Rất nhiều loại dương sĩ nha các bạn. Dọc theo con suối này dương sĩ nhiều lắm. Dương sĩ này nó hay mọc nơi ẩm thấp và nó ưa ẩm các bạn, sống ở trong bóng mát. Đây nè các bạn, đây dương sĩ nè. Dương sĩ này chữa rất nhiều bệnh các bạn, bệnh lăng ben nè, bạch biến nè, rồi là chữa khí huyết suy yếu, đau nhức các khớp, khó cử động, bại liệt, co quắp, chữa phong thấp, phong hàn, chân tay nhức mỏi, đau lưng, cử động khó khăn, chữa là di tinh, bạch đới, tiểu xoắn, đau lưng do thận hư, tiêu chảy, bong gân, rồi chữa ho. Chữa ho thì người ta lấy cái lá non của nó, thân rễ, nấu nước uống các bạn, 5 đến 7 ngày. Rồi chữa mụn nhọt, ghẻ lở với phần non của lá dương sĩ, giả nắp, giả nát và đắp lên vùng tổn thương. Ngoài ra thì có thể dùng cái cây dương sĩ này đắp cầm máu, làm lành vết thương, chữa sưng tấy. Đó là một số công dụng của cây dương sĩ nha các bạn. Dương sĩ rất là nhiều trong rừng. Ngoài ra thì cây dương sĩ này người ta còn trồng để làm cảnh các bạn. Thì vì cái lá của nó rất là đẹp các bạn. Lá của nó rất là đẹp. Trong rừng mùa này nó có cái cây hoa gì đó rất là đẹp các bạn, màu trắng. Đó, dương sĩ này các bạn. Dương sĩ thì cái lá nó hay có cái hình lông chim đó các bạn. Rất là nhiều cây dược liệu khác. Dọc theo cái con suối này rất là nhiều dương sĩ nha các bạn. Nhiều cây dương sĩ. Đây nè. Rất nhiều các bạn. Này cũng là dương sĩ nè các bạn. Đây. Lá rất là đẹp các bạn. Đây nè. Chỗ này nó có cái cây gì mọc như cái bãi đá suối này các bạn, nó ra hoa màu trắng rất là đẹp, rất là nhiều nha các bạn. Cái này cũng là dương sĩ đó, nó mọc theo cái bờ suối rất là nhiều các bạn. Chỗ này nước trong xanh đẹp quá các bạn. Bên bờ bên kia cũng rất là nhiều cây dương sĩ các bạn, mọc theo cái bờ suối đó. Cây này là cây bời lời nè các bạn, cây bời lời nó đang ra là lọc non, rất là đẹp. Mùa này mùa xuân các bạn, nên là cây nó là lá non rất là đẹp.
Video chia sẻ về công dụng làm thuốc của cây dương sỉ của mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.